ICC Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn đạt tiêu chuẩn quốc tế, tọa lạc tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, có khả năng đáp ứng được tất cả những yêu cầu về tổ chức sự kiện trong và ngoài nước. Lối đi vào chính được thiết kế cửa kính nhôm cao cấp, quy mô công trình cao 3 tầng, diện tích rộng rãi, thoáng mát. Khu vực chờ, các sảnh triển lãm rộng, nội thất mặt dựng kính, cửa kính nhôm sang trọng, đẹp mắt, thu hút người xem. Lối đi cầu thang trên tầng 2 thiết kế lan can tay vịn nhôm chắc chắn, uốn vòng, dẫn lên khu vực tầng 3. View ngắm cảnh đường phố bên dưới qua mặt kính trong suốt. Nhìn tổng thể, khu triển lãm có lối thiết kế kiến trúc sáng tạo, độc đáo. Có phòng hội nghị, khu cà phê và nhà hàng, trong nhà lẫn ngoài trời. Với mặt bằng rộng rãi, thoáng mát, chất lượng cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế. CND đã đảm nhiệm và thi công hạng mục nhôm kính chất lượng cao cho công trình, góp phần kiến tạo nên một trung tâm hội nghị và triển lãm hàng đầu Việt Nam.